Anh chị tên gì anh nhỉ? Anh Dương à? Anh Dương. 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 Vâng. Hiện tại là buổi chiều của ngày 29 Tết đây. Và cơ sở 28 Tết. À, 28 Tết. Năm nay không có 30 thì là 29. Vâng, thì chúng tôi có bàn giao gia đình nhà anh Dương tại xã Sương Thịnh. Đấy đây. Vâng. Anh chị tên gì? Chị tên gì? Thúy. Thúy ạ. Dương Thúy. Vâng, anh chị Dương Thúy tại xã Sương Thịnh. Đây là chuyến hàng cuối cùng năm này, chuyến cuối cùng của em này. Đấy, bộ ghế Minh Quốc Đào tay 10 gỗ hương đá. Đây chúng tôi vừa bàn giao vào hoàn thiện cho khách hàng. Đấy, bộ ghế cuối cùng, bộ sản phẩm cuối cùng trong trong năm này. 6 món. Đấy. 6 món tay 10 chất liệu gỗ hương đá đục đào chi. Cái gỗ hương này mình phải sơn bóng mờ nhìn nó mới nổi vân. Đấy, cái gỗ xoan hay những cái gỗ nó rẻ thì nó không có vân thì mình cứ sơn cho nó lộng lẫy lên nhé, nhìn nó cứ nhễ nhụa lên thì nó không đẹp vân. Đấy, những cái này nó có vân thì mình sơn mờ thì nó nổi vân lên. Đấy, anh kiểm tra chữ ký em trước, ký tên rồi đúng không? Vâng vâng. Đấy thì đây, cái này là chủ nhân của sản phẩm anh Dương. Đấy. Quý khách hàng là có nhu cầu thì liên hệ xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Cơ sở địa chỉ tại Văn Cúc, Cẩm Khê, Thọ. Số điện thoại là 0987 5086, website là gogotungtam.com. Chiều 28 Tết rồi.